Phúc Nguyễn chào tất cả mọi người đang xem. Hôm nay ngày 1 tháng 7 mình có một số cây phôi khai thác đã ủ ra mầm giao lưu đến mọi người. Đầu tiên là cây bạch sơn liễu mã số 10. Giá giao lưu là 220 bao ship. Một cục cốt lục lực mini. Cây bạch sơn liễu là dòng cây có hoa rất là đẹp. Tiếp theo là lô trắc mã số 11. Giá giao lưu là 400 bao ship, bao gồm 2 phôi. Toàn bộ những phôi ngày hôm nay đã ủ ra mầm. Cây mầm đang phát triển rất là tốt. Những đầu mà cắt phần dưới đã ra rễ. Cây cao hơn 40. Lô sơn trà mã số 12, giá là 220 bao ship, bao gồm 2 phôi. Phôi mini nhìn rất là hay. Cây cao nhất cao tầm 30. Cây sơn trà mã số 13, giá là 380 bao ship. Cây có bộ cốt đế rất là hay. Chiều cao tầm 30. Lô trắc mã số 14, giá là 300 bao ship, bao gồm 2 phôi. Một phôi dáng quái. Cây có chân đế rất là hay. Những đầu mà cắt đã ra rễ. Phôi mini có lũa. Các đầu mà cắt phía dưới đã bắt đầu nhú rễ. Giá cả lô là 300 bao ship. Cây sơn trà mã số 15. Giá là 450 bao ship. Cây có bộ cốt 24 giờ, cốt rất là đẹp. Chiều cao tầm 25. Cây lùng lực. Cây có bộ đế rất là lực. Tiếp theo là cây bạch mai rừng mã số 16, giá là 380 bao ship. Cây bạch mai rừng là dòng cây có hoa rất là đẹp. Cây rất là dễ cho hoa. Sau khi bạc lá 30 ngày thì cây sẽ bắt đầu cho hoa. Cây cao tầm 40. Cây sơn trà mã số 17, giá là 400 bao ship. Cây có bộ cốt tỏ đều 24 giờ. Cốt rất là lực. Chiều cao tầm 30. Tất cả những phôi đã ủ ra mầm nên mọi người yên tâm. Tiếp theo là cây trắc mã số 18, giá là 380 bao ship. Một cây trắc dáng mẫu tử. Phần mặt cắt đã bắt đầu nhú rễ. Thì cái bộ cốt rất là hay. Chiều cao tầm hơn 25, cốt rất là to. Tiếp theo là cây trắc mã số 19, giá là 400 bao ship. Cây có đường lũa giữa thân rất là hay. Cây phôi tương lai đáng để anh em sưu tầm. Chiều cao tầm 35. Cây sơn trà mã số 20, một cây dáng hoành.
cây dáng hoành, dáng bay cho mọi người làm cây. Dáng rất là hay. Giá là 180 bao ship. Đang bay tầm 40. Cây bằng lăng mã số 21, giá là 220 bao ship. Một cây bằng lăng lùng lực hình chữ C, nhìn rất là hay. Cây này cao tầm 20. Một cây cuối cùng trong clip là cây trắc mã số 22, giá là 280 bao ship. Một cây trắc dáng bay. Cây này có thể là một cây dáng bay dáng lão, nhìn rất là hay. Chiều cao tầm 25. Mình xin kết thúc clip tại đây. Mọi người chốt thì liên hệ số điện thoại trên màn hình. Đây cũng là số Zalo của mình.